Giá Cát Lượng dùng 15 năm dùi mài kinh sử để thành lưu danh thiên cổ. Từ Mã Ý dùng 20 năm dòng giã ẩn mình để chờ thời cơ. Mài kiếm 20 năm đánh một trận, một lần tuốt kiếm định giang sơn về tay họ Tư Mã. Bác Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kiệt xuất, vị cha già của dân tộc, dùng 30 năm thanh xuân, 43 năm châu bốn bể để tìm đường cứu nước qua sóng gió khổ đau muôn trùng. Và cuối cùng, người giành lại được non sông đất nước. Vậy nên, trong đầu chưa trăm ngàn cuốn sách, tầm nhìn chưa vượt ngàn núi sông, trí tuệ chưa sáng soi, bản thân chưa trưởng thành, thói quen chưa rèn luyện, đừng và đừng nghĩ đến việc lập công danh sự nghiệp, bản thân cần phải lớn trước. Những điều tốt đẹp cần thời gian, hãy kiên trì, bền bỉ và bản lĩnh.